có Covid virus. Này chúng ta ở nhà suốt, nhưng đủ lâu để cho chúng ta chống dịch. Thì thôi ta về xin nội thất, sao bỗng nhiên tim bị ngất, nên phải xem bộ phim thấy vui sướng thật. Hình như chương rang cần mới anh ơi, cần mua chút bắp rang với hàng trời. Tình yêu thì không cần cớ, mà chỉ có cần mỗi cầu cơ. Bạn dù đi ba tối nay rồi, gặp liền Covid, ôm ai có chết thôi rồi. Mình đành chia tay ở nhà mình đi thôi em ơi, chưa cô nguy nghi lúc đi hết mình lúc về dưỡng tình. Trời ơi thật rằng hơi sạch bạch, em một ngày giao hàng găm, mời đặt xong tự nhiên shipper có mặt. Đồ ăn phải giao có khoảng cách, 2 mét xa với thực khách. An toàn cho cả hai vẫn ngon nóng giòn, người ta thấy nhau buôn bán online. Chúc mừng, chỉ mong cô chúng chiên sống lại dài. Chúc mừng, mọi người yêu mến cùng giúp nhau thì rất là đáng để yêu. Chốt sạch đơn, người nào xui xui tới sinh nhật một mình chơi luôn. Birthday to me, đành gạt đau thương nhớ gan lì. Ở nhà mình đi thôi em ơi, đưa cô đi đi. Birthday ở ngoài bắt không dưỡng tình. Birthday ở nhà sẽ được ấm tình. Bây giờ không phải ngày xưa gì nè, cả báo đùa đùa suốt ngày. Cập nhật tin tức TV đừng ra ngoài phố bé đi ngó liền. Rửa tay thật kỹ thường xuyên, khẩu trang ngồi sẵn có đi đeo ngay. Nhớ lá cà, chỉ cần ngồi yên đã có thể giúp nước nhà. Hàng nào bù rê biến về nhà, còn mình ngồi yên đi nha. Cho đưa cô Vi đi, lúc Vi đến chào chúng mình ở nhà. Ở nhà, ở nhà, ở nhà. Covid hello, miss tay F-hole. F-hole, yeah, yeah. Covid hello, miss tay F-hole. No. Covid đến chào chúng mình ở nhà. Ở nhà, ở nhà. Covid hello, miss tay F-hole. Yeah. Okay, hello, we stay at home.